Chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ tìm xem bà này bà ấy ở đâu. Hôm qua bà ấy nè, coi như là tan nát hết cái ruộng dưa mới lại ruộng ấy của mình, dưa mới ruộng vừng của mình, tan nát hết dưa mới ruộng vừng. Nay ra tìm xem bà này ở đâu mới được. Bực cười đấy, tan nát hết ruộng dưa mới ruộng vừng. Dòng bao nhiêu ngày mới được ăn bây giờ vừng, coi như là già rồi, coi như là nó tan hết, coi như là nổ hết ruộng vừng ra hết quặng trong này. Nay mình ra mình xem. Ngựa đây này, ăn hết sạch lúa đây, nói dối làm gì kia đây, mất mẹ hết cả chó đây này, mất chó này. Đấy làm đéo rồi, cột đéo cột kia rồi, cột đây. Ngựa coi như là ăn hết cái góc ruộng lúa đây này, ra mình xem. Và đây thay cái gì mang đạm ra vậy nhá. Hôm qua suốt một cái ruộng dưa lại một cái ruộng vừng, dòng mất bao nhiêu tiền quả coi như là đấy để phá cuồng. Lan ơi, bà ra bà đền tôi hai cái ruộng, một cái ruộng dưa mới một ruộng vừng của tôi chưa. Hôm qua bà để, hôm nay bà chân ngựa ở đây, nhưng mà hôm qua bà để hai ba con trâu nhà bà phá con hết sạch, ăn cái nào ăn hết sạch một cái ruộng phá thì nó không ăn, nhưng mà nó làm tan hết, nó tan hết của mình tôi ra chưa. Ăn cái nào đâu đâu ăn hết ba ruộng rồi. Hôm qua kia bà ra xem ruộng vừng với ruộng dưa chuột của tôi đồng hết bao nhiêu vốn liếng ở đấy, bà ra xem đi. Anh cháu đâu mà mà ra ra như thế, bà ra xem. Không phải như bây giờ bà phải ra xem nó chứ, ra xem đấy xem là nó cái này người ta chân ngựa người ta buộc đây này. Ở đêm nay bà buộc cho hôm qua trâu bà thả như là thả dưa chuột này không bằng. Rồi làm ăn để trông cho người ta chứ bây giờ. Tôi mất bao nhiêu tiền tôi mua rão cây nhá. Rồi thì đấy dùng vừng cây. Bà không bắt được tay tôi thì bà không làm gì được tôi. Không bắt được tay nhưng mà bây giờ bà đấy tôi bỏ bà phá. Ai bảo bà là tôi phá. Rõ ràng hôm qua là làm món đầy người ở đấy làm nhá, người ta nhìn thấy mà. Không, tôi chả ai nhìn thấy cả. Bây giờ bà ra mà xem. Đi. Thế ra không phải ra. Tôi dắt bà ra xong. Tôi không phải ra. Bây giờ bà đến. Tôi có chân ngựa này. Tôi mua hết bao nhiêu rão cây rồi các thứ. Bây giờ bà làm này coi như là tan nát hết ruộng tôi mà cho đó. Ruộng vừng tôi là tan thành hết rồi. Vừng tôi vừng chín bây giờ bà. Tương tôi ngồi đây tôi chăm nhưng hẳn hoi này bà là châu bò thải vào đấy chứ ruộng vừng của tôi bà ra xem nó nổ hết thành không mà nhậm nhàng nhá, nó nổ hết vừng xuống hạt trong ruộng. À bây giờ làm nào, đi đi dọn ra đây cho đi. Không đạt, không đạt mà bà ra xem. Bây giờ bà đi dọn cái, bây giờ ruộng này ở chỗ này hôm nay bà chân nhựa đây, châu bò thả kia. Bây giờ đi ra đến tôi cây ruộng đấy đi, ra như thế không đền bây giờ đấy bà làm nào làm. Hay là lập phá không phải là một lần nhá, lâu lần mới suốt từ đầu mùa đến giờ, lúc bé thì phá lúc bé, bây giờ lúc lớn lại phá lúc lớn. Bây giờ vừng của tôi bây giờ tôi chuẩn bị cắt rồi, mà trong người ta vừng vừng ấy giờ có mà nói tiêu nhá. Bây giờ tôi đen dựng đen là ruộng kia, mà ra xem đừng có nói tiêu nhá. Bà đừng có làm mà bà đừng cô đã tháo người ta lại còn dọa trò lên như vậy. Đi đâu nhìn thấy một cái ruộng đấy có bị không? Thế bây giờ đi, đi ra kia, đi ra kia xem. Đâu không đi chứ. Ai mà ra đây đổi điêu. Đấy, đấy, đúng rồi đấy, bà làm đeo nó phẳng. Ơ thế nào? Không. Một thêm một gãy mình đặt à? Chút xương tôi rồi, bà đền tôi vào nó đi. Vỡ một phát vỡ đầu tôi rồi. Ôi chảy máu rồi. Đấy, bà làm méo rồi tôi về nhà đây. Nào đây, sao cậu? Nào, nhanh lên, ngựa của tôi đã ra ra rồi. Tôi đéo đứng được. À mà dù tôi phát xuống nét lưng rồi. Ra mà đổi điêu. Ngựa người ta cho người ta không ăn dám bảo là vợ. Bây giờ bà dìu tôi về xem ạ. Dậy lưng. À. Ôi nặng như con trâu ấy. Bỏ đéo ăn hoi giờ mà dùng tôi cắn luôn.
lưu nó cái nó hơi bỡ luôn rồi đéo đi được đây về nằm chỗ này đau cả chân dù đéo dù thế gãy bố nó luôn rồi đâu nữa đau còn gãy cứ gì ăn đã phá chuộng người ta rồi bây giờ nặng quá rồi. Mày lúc mình đây ôi ôi lưng mình đây đi lắm rồi thả vào cái đầu này có lạnh đâu đi được tôi hai bà tôi giờ đi theo rồi kéo một tay sao ra đúng vậy làm sao đi xách vai cái trâu con kia trâu sao đi là bao gì nó không thôi rồi vô cùng rồi người ta bị cứ trâu mình quá tội rồi xuống đây rồi cứ trâu đi ném nó xuống thì mình lại cũng bị rồi ngon trời quá ôi trời hôm nay ta lòng được mẹ cướp cho từ đầu xuống ôi trời ơi ba ui ui cần cần ui đây cái thằng này hôm nay được uống nước ọt đi uống đi phải ăn lúa đây đằng kia ngựa thì hôm qua thán lúa rất là thà nguyên thật có thật đấy ngựa thán hết cả lúa qua không gian ăn hết sạch ruộng lúa này luôn con ngựa cứ thả thôi không không cho không buộc không ấy gì con ngựa đây còn gãy lưng nữa chứ ai gãy lưng rồi thì đã thì mà gãy cái chèo khỏi đỡ gãy lưng làm đèn cái trâu coi như thế mình ra mình cho nó bảo vệ cái trâu đấy mà cái rồi đi để cho nó bảo vệ cái trâu các bạn anh biết hôm nay ấy hôm nay đã chơi kiểu vào trong kia xin một xô cái trâu đổ đấy thế là thương mình ngay vào bãi cái trâu các bạn có kinh nghiệm hụt quá ok mọi người video của mình đến đây là kết thúc nhé nói chung là cái video này cũng chỉ là hài hước chút thôi đấy, nhưng mà các bạn nhưng mà phản ứng Bà Lan quá khủng khiếp mọi người nhé Bà Lan vào xin ngay vẹt bẹt cái trâu à xin ngay một xô cái trâu đổ đấy các bạn nhé mình không nghĩ là có bãi cái trâu đấy không biết là bà ấy đổ đấy bao giờ mình cũng không để ý đâu bà này bà Lan đúng cao tay thật mọi người ạ thế ra chỉ ra mắng vốn rồi thì là trêu đùa một chút thôi nhưng mà
Ê, phản ứng của bà cho con mẹ mình coi. Các bà mẹ mình cũng giả vờ là bị đau lưng. Bà Lan Du ngã đau lưng. Thế là xong bắt đầu là để mẹ mình để bà Lan cõng cái lưng bà tang phang ngay vào cái bãi ấy trâu. Mùi ghê quá. Ôi mẹ, bà tám đi bà Lan vào nước. Ok, video của mình đến đây là kết thúc mọi người nha. Bye bye.